Phần biểu diễn của đêm thi đầu tiên này, mình sẽ chọn ca khúc Khoảng Trời Của Bé của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Mình sẽ chọn ca khúc theo phong cách R&B rock. Cơn bão chiều qua cuốn đi con đường. Bạn chọn một cái bài rất là tốt, vừa thể hiện được kỹ thuật của giọng hát và vừa thể hiện được cái tuổi tác của bạn. Qua ca khúc, mình muốn chia sẻ sự mất mát, đau thương đến với những người dân miền Trung đang bị mưa bão hoành hành. Mình hy vọng là sau ca khúc của mình, các bạn sẽ cảm thấy sự đồng cảm và cùng mình chung tay một phần nào đó giúp đỡ các nạn nhân miền Trung. Cơn bão chiều qua cuốn đi ngôi nhà. Từ đây em bé bơ vơ, sẽ không còn cha, sẽ không còn mẹ nữa. Cơn bão chiều qua cuốn đi con đường, về một mái ấm đơn sơ ước mơ của em. Về một thế giới ấm áp tràn yêu thương, nơi sẽ chia hạnh phúc. Về một thế giới cho em những gì tốt đẹp, đó là mái trường. Dù sao em bước thanh thang hồn nhiên như chim bồ câu tung cánh. Về một thế giới cho em những gì hy vọng, đó là tấm lòng của bao người. Viết những dòng lưu bút về một thế giới ấm áp tràn yêu thương, nơi sẽ chia hạnh phúc. Về một ngày mới cho em những gì hy vọng, đó là mái trường. Dù rằng em bước thanh thang hồn nhiên như chim bồ câu tung cánh. Về một ngày mới cho em những gì tốt đẹp, đó là tấm lòng của bao người. Em còn ít tuổi mà đã suy nghĩ rất là về miền Trung, về những người bị, thì nó rất là già dặn. Và cái cách em thể hiện bài hát này, tôi nghĩ là nó cũng hay hơn cái bản gốc của nó. Thế nhưng mà rất thận trọng, bởi vì những cái bài hát có tính xã hội như thế, nếu mình làm không tới thì nó sẽ trở thành là mình cơ hội, hoặc là nó chỉ mang cái tính cổ động thôi. Em đã chọn được một bài hát nó rất là hợp với em. Từ cách ăn mặc, từ cách một cái gì đó em toát lên rất rất ngây thơ, cũng giống như bài hát đấy. Tuy rằng là em thể hiện cái những cái phong cách tôi thích nó chỉ có tích tắc vài giây thôi, nhưng mà nó đủ để cho người ta thấy rằng là em đã chững chạc. Tôi nghĩ rằng là em làm rất tốt. Đây là chị cũng muốn nói là em chỉ nhớ đến một ca sĩ người Philippines, Charis, một cô gái cũng rất là trẻ trung. Và càng hát đến những quãng cao thì mọi người càng cảm thấy là cô nhiều năng lượng hơn. Và cảm thấy như là chị thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy một cô gái trẻ như em hát bài hát này. Và chị tin rằng rất nhiều bạn trẻ cũng đang nuôi mơ ước trở thành thần tượng âm nhạc sau khi xem tiết mục của em. Em xin cảm ơn chị. Ở vòng trước có mấy người bạn tôi producer thì họ nói là nếu mà họ đầu tư sẽ đầu tư vào em, tại vì em còn trẻ tuổi và người ta thấy cái tài năng của em. Tuy nhiên là tôi với cái tiết mục vừa rồi á, thì có những cái động tác em trình diễn, những cái câu dằn á, thì anh nghĩ là nó chưa có dứt khoát giống như em trả bài. Thật ra những cái đó nó rất là quan trọng để mình có thể mình tạo một cái điểm nhấn và tạo cái dáng cho đẹp để người ta ấn tượng. Cho nên nếu lần sau có làm những cái động tác như vậy để người ta chú ý thì phải làm cho thật là tốt và phải thật là tự tin. Tôi nghĩ làm như vậy vài giây là tốt lắm rồi. Làm như thế này vài giây tôi làm tôi thấy tôi up về rồi. Vâng. Tôi phải làm. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và chúng ta hãy cùng với Mai Hương hướng về đồng bào miền Trung. Nhưng quý vị khán giả cũng đừng quên là nhắn tin để thể hiện tình yêu của mình với Mai Hương. Hãy soạn tin 9 gửi về số 6358. Hãy soạn tin 9 gửi về số 6358 học